Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để Gram nhận được 1 triệu đồng token Doggy Dog Epoch Swap. Thì một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 578 tài khoản holder và đã phát sinh 1.523 lượt giao dịch nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website gram.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, sai phép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột toilet của các bạn nhé. Các bạn thêm để chuyển token này vào ví giúp mình nhé. Tiếp theo nhắc thêm token. Sau khi đã thêm được để chuyển token của ví rồi, các bạn quay trở lại website lama.net và lại mở và nhấp vào bước 2, truy cập vào link website đúng link rút gọn đây. Các bạn nhấp vào link rút gọn này nhé. Rồi các bạn kéo xuống phần bên dưới này nhé, Calama Drop, các bạn nhấp vào đây. Thì ở đây nó có các phần như sau. Các bạn phần bán trước thì các bạn có thể bỏ ra một số vốn là khoảng 0.01 BLB mua và chờ cơ hội ít nhiều lần tài khoản nhé. Rồi nếu bạn không muốn mua thì bạn có thể nhấp vào Calama Drop đây. Đấy, còn cái lâu cái ví thì các bạn nhấp cái lâu cái ví đây, chọn ví của các bạn. Và tiếp theo nhập quy định kết nối này, ví ra là 0.0004 63 BLB, nhấp xác nhận cho mình. Rồi mình đang được xử lý. Để các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của nó mà là góp đất và đẹp để có dự án đăng ký tổng thể và tưởng được cần mới nhất từ bên mình cập nhật web hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance trên Metronome 7 hiệu cách Kobe mà nhiều tài khoản giao dịch khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những cái dự án sắp hết hạn. Đây, Adorat, cột Adorat là về đây. Những dự án sắp hết hạn các bạn có thể ra lại xem cái dự án nào mình chưa tham gia thì hãy tham gia nhé. Các bạn nhấp vào token đây, nó sẽ hiển thị ra cái link rất cao nhé, để các bạn cần làm. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để được nhận được 1 triệu đồng token Doggy Bitcoin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Video xin được kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.